Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi thăm bầy rắn. Hôm nay mình đi thăm với lại anh Sang Phạm. Đang lấy lá chê mấy con chuột mùi. Nắng quá nó chết. Chuột bây giờ kiếm khó quá các bạn. Chết con nào là uổng con đó thôi. Giờ là 12 giờ rồi trưa rồi. Giờ mới bắt đầu đi thăm. Đi giờ này là không bị ai phát hiện. Bắt đầu đi thăm cái lồng đầu tiên nha. Có hàng. Một em hồ hành. Mấy đồ nghề mới bước vào mà đã có một em rồi là hôm nay chắc là một ngày may mắn rồi. Bé hổ hành chết rồi, thăm cái lồng gần đó. Cái tiếp theo nha. Chút chết. Một bé hổ mèo. Đúng, bé hổ mèo. Rắn này có độc nha các bạn. Mình không dám quay chạy gần. Rắn có độc, rắn nhỏ thôi, nhưng nó có độc. Để đó. Long đi thăm cái lồng tiếp theo nha các bạn. Đất Bình Thuận mà. Chủ nào không có thanh long. Hổ mèo. Hổ mèo lớn. Con này nó quất một phát là có đi chợ rẫy nha các bạn. Không dám đứng gần nó đâu. Khủng nào khủng nè. Vô tưởng con hổ trâu chứ. To quá. Con này con hổ chú. Hả? Con này con rắn nước. Rắn nước hả? Nước bên em không? Wow.
khốn. Chà. Đây là một cục dễ thương. Chà. Hàng này được thâu chứ. Anh em nào cứ cần thì cứ liên hệ mình. Anh em nào ở khu vực Phan Thiết, Bình Thuận hoặc là những nơi xa thì có thể ship hàng tới được. Cứ liên hệ anh Sang Phạm. Hàng đẹp luôn anh em ơi. Ủa, hành lớn nhỏ đều có hết. Anh em nào cứ cần thì cứ liên hệ cho anh Sang Phạm. Một cao thủ rắn của đất Bình Thuận. Nhiều người nói hoành nó cắn chứ anh em tôi bị hoành cắn biết rồi. Đôi lúc cũng phải có những con rất là dữ. Bên kia dính luôn. Trời ơi. Con này ăn thịt thì thôi. Đè gãy hôm luôn ha. Đè mớp hôm luôn. Cái hành này không dưới 1 kg đâu nha. Quá đẹp. Quá đã. Cảnh rồi. Con này cả ký á. Ký lô nha anh em. Anh em nào thích thì tới nhà lấy luôn. À, tiếp tục nha. Cầm ra luôn sang ơi. Có hàng tiếp nha anh em. Một bé hổ hành nữa. Mini. Còn chuột. Còn chuột. Thơm quá, còn chuột. Chuột bây giờ khan hiếm quá. Còn nào sống nào mừng đó thôi. Chuột bây giờ vừa hiếm mà vừa đắt vừa cao giá nữa. Cao thủ Sang Phạm, cao thủ của đất Bình Thuận. Anh ta mới vào nghề thôi, mới vào nghề khoảng 7 năm mà, không có nhiều. Chơi một đủ loại rắn đít chim còi ta lại. Khi nghe địa nha. Cái địa này chắc ai cũng biết đó hả? Nhìn quen không? Nhìn quen không? Thanh long thì quen không? Hồi châu, một bé hồi châu. Thằng rắn cũng đang quay phim để chia sẻ các bạn nha. Em châu đẹp. Quá đã. Em này em này mới vô. Dữ dằn quá. Đẹp. Đó, chuột ra nó chưa kịp ăn nữa.
mới vào nên còn rất là đẹp. Ba giờ mà hôm nay mệt quá, hôm nay nhiều rắn à. Đi. Chào. Có hàng mà không biết con gì trong đây hết anh đi mọi. Bu tùm lum hết. Theo đi theo thằng rắn mà kiểu này là chết. Không có thể quay nổi, rắn nhiều quá. Mê cầm rắn bỏ đồ nghề luôn. Đục. Con mèo ăn nước. Ôi trời ơi. Uống nước mà nó phình cái mang lên bự vậy này. Đây phải nâng nước mà anh em. Ôi ôi cha cha cha. Đứng cái đầu lên kìa. Này của mình nè, chuột đây. Chà. Nào là trâu không ngủ. Tùm lum hết rồi. Con hành nè. Con trâu nữa. Con này đúng dữ luôn. Chà. Đẹp ghê mọi người, đẹp ghê. Đây là một em mèo nữa. Mèo đang mình đuối quá. Đây là em bắn nước. Ôi kinh quá, tôi thì không biết bắt rắn mà cái ông thần rắn nó đi đâu mất tiêu. Thì theo con rắn nào giống tôi nghi ngờ nó là rắn hổ mèo. Lấy cái cây móc kéo nó ra đây, lát nữa cho thần rắn ấy, vô gỡ. Không dám chơi mấy cái loại này. Giờ tôi đã tìm thấy được ông thần rắn, nãy giờ ông bỏ tôi ông trốn. Tôi sợ quá, tôi không dám mở. Kéo ra mà còn sợ nó cắn nữa. Giờ ông tới mở cho tôi. Quá luôn rồi. Quá là phải đẩy cái trên lên. Cái này theo tôi được biết là cái hôm cuối cùng. Hôm cuối cùng ngày hôm nay. Giết một em hổ mèo, được 3 em hổ mèo. Kiếm đồ nghề bỏ đâu dục đó, mà đồ nghề ngon dở vậy bỏ đi dục đó. Bữa trước xăm ông đi kiếm ông dục luôn à. Bắt con mèo là phải xài kiến, không nó phun mắt mà làm thấy như không thấy đường nhìn gái đâu nha. Mệt giờ còn đang mệt. Kiếm cây mà như ông kiếm củi để đốt con rắn luôn.